các bác uh, ra bầu như thế này thì nó sẽ không bị vỡ bầu các bác nhé những cái chậu uh, nhựa này các bác uh, có thể tận dụng để trồng lại những cái cây hoa cây cảnh trong vườn đó bộ rễ phát triển rất là đẹp mến chào các bác hôm nay em lại tiến hành trồng hai cây hoa hồng vào hai cái ô này hai cái ô này thì em xây tối hôm qua và hôm nay xi măng nó đã chết rồi và khi xây thì em chỉ xây cái lượt trên thôi còn lượt dưới là xếp để cho nó thoát nước tốt khi mà đổ giá thẻ vào Và em đang đi trộn giá thẻ để chuẩn bị trồng hai cây hoa hồng vào hai cái ô này Một cây đó là cây ngỗng tuyết Cây ngỗng tuyết là một dạng hồng leo Leo cực kỳ nhanh và hoa rất là thơm nhé các bác nhé Đây nó còn mấy bông hoa này Thơm cực kỳ luôn Và cây bên này là cây Vinosong Hay còn gọi là chùm nho đấy Cây này nó ra hoa chùm cực kỳ đẹp đang có chùm nụ này các bác này và trồng hai cái cây hoa hồng này vào hai cái ô mà em xây này để vắt lên cái dàn sắt mà em đã hàn trước đó thì thực tế ra thì cái cây ngỗng tuyết này này nó sẽ leo rất là cao còn cây vinoson này thì là một dạng hồng bụi thôi nó sẽ leo đến tầm này và nó sẽ rủ hoa xuống hoa màu tím rất là đẹp Giá thẻ ở đây thì em trộn từ đất vườn và vỏ trấu tươi, có bổ sung thêm một chút chi chua đè ma. Các bác có thể trộn thêm phân hữu cơ nhé. Tuy nhiên đất vườn của em này rất là tốt, cho nên là không phải thêm phân hữu cơ nữa. Đây, sẽ đảo đều lên. em sẽ tiến hành ra bầu để trồng hai cây hoa hồng ở hai bên. Sau nhiều đắn đo suy nghĩ thì em đã quyết định trồng cây ngỗng tuyết ở dưới ao. Cây ngỗng tuyết thì nó leo khá là nhanh và sau này thì hoa nó nở rất là đẹp nhé. Ngỗng tuyết hoa cực kỳ thơm các bác ạ. Khi mà trồng cây hoa ngỗng tuyết trong vườn thì cả một khu vườn nó thơm. Nó là một uh, giống hồng của Anh. Còn cái hồng chùm nho kia là của Mỹ. Những cái giống hồng ngoại uh, chơi rất phổ biến ở Việt Nam. Các bác cứ thả cả bầu xuống nhé. Bởi vì uh, nhiều bác uh, không có kinh nghiệm mà cấu bớt bầu đi là sau cây nó trột. Cứ thả cả bầu xuống giá thẻ của chúng ta nhiều sau này nó sẽ lan ra cái giá thẻ đấy thì vẫn thoải mái dinh dưỡng để cung cấp cho cây các bác ạ em xây quầy nó cao lên để mục đích để cho nó thoát nước tốt và nó tôn dáng cái cây lên giá thẻ thì các bác cứ trộn từ đất vườn với vỏ trấu tươi hoặc vỏ đỗ vỏ lạc mụn sơ dừa đã qua xử lý hoặc là rơm dạ mục tất cả những Thứ đó đều trộn giá thể cực kỳ tốt dành cho hoa hồng cũng như các loại hoa cây cảnh khác các bác nhé. Đây. Còn bên này thì em sẽ tiến hành trồng cây trùm nho này. song Thường thường các bác hay trồng những cái cây hoa hồng ngoại ở trong chậu. Như ở đây thì em trồng luôn ra đất cũng xây quây thành dáng chậu tuy nhiên ở phía dưới là đất các bạn để cho nó phát triển được tốt hơn đó các bác lộn chậu lên sau đó các bác vỗ nhẹ để ra bầu đó các bác ra bầu như thế này thì nó sẽ không bị vỡ bầu các bác nhé những cái chậu nhựa này các bác có thể tận dụng để trồng lại những cái cây hoa cây cảnh trong vườn đó bộ rễ phát triển rất là đẹp sau đó thì chúng ta trồng luôn vào trong cái chỗ mà chúng ta đã chuẩn bị trước song này các bác có thể trồng vào trong chậu xong tạo cho nó một cái tán ô thì hoa nó cực kỳ đẹp nhé hoa nó rủ đẹp lắm và hoa nó là dạng hoa chùm cho nên là hoàn toàn các bác có thể chơi những cái giống hồng ngoại này đẹp cực kỳ luôn đó các bác lưu ý là cái việc trồng hoa hồng ấy chúng ta phải để ý sâu bệnh nhé bây giờ hiện tại đang là mùa của hoa hồng nó ít sâu bệnh thôi tuy nhiên tới mùa hè thì nó rất là nhiều sâu bệnh nhất là chỉ nhận đỏ Sau khi trồng xong thì chúng ta sẽ tưới ướt đẫm cho một lượt nhé. Đó, các bác cứ tưới nước sạch bình thường là được. Em cùng các bác vừa mới trồng hai cây hoa hồng và sau khi trồng cây hoa hồng xong thì các bác sẽ tiến hành dỡ những cái dây buộc này này. Đấy, sau đó sẽ định hình để cho cây hoa nó leo lên giàn. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like, nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông được hộ em nha nếu có bất kể một chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment em cùng các bác sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng những cây hoa hồng trong vườn nhà để chơi vào đúng dịp tết âm lịch xin chào và hẹn gặp lại các bác